Hello, xin chào các bạn nha. Chào bạn đã quay lại với channel của mình. Thì tiếp tục cái video này, mình sẽ làm một bức ảnh nha. Ảnh kiên cơ kè đi. Kiên cơ kè. Rồi. Ok, mình sẽ lấy sợi tóc của anh Kiên này để làm cái bức ảnh của này nha. Đây, lấy bức ảnh đi. Đẹp mặt bên hoa hoa lên bạn ấy chụp bên hoa lên để mình tán mặt xuống á. Bức này nó rất là đẹp, hai bức. Sau giờ xong rồi mình về sẽ ở chỗ này mình sẽ mở Photoshop này. Đấy, dùng Photoshop mở ra. Ok, đây là cái mình đặt vào đây. Rồi, còn đây thôi. Giờ mình sẽ tiếp tục trên cái camera RAW này. Ok, trên camera RAW. Đây thì mình sẽ điều chỉnh lên một tí. Rồi, đây mình bỏ vào một tí như thế này. Được. Rồi, đây thì mình sẽ đưa nó dựa hơn này. Đây mình chủ yếu nằm ở trong sáng á. Đưa về nó trong mình. Đây là phần góc của mà kia 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 ảnh hơi nãy em xanh. Màu đen hơn chút. Tôi chắc được Excision rồi. Đang sáng các bạn á. Sáng quá thì bị cháy á. Chỗ này 25 giảm xuống. Đó chẳng là. Đang lên một vừa phải thôi. Hôm qua thì mình sẽ giảm nó xuống. Bởi lại chẳng là. Còn thở nhìn bạn nó được trong hơn á. Trong hơn rất là nhiều. Ok, nhìn trong các bạn rất là trong. Để con bèo con này à, tắt nó đi. Chưa, rồi, ok. Đây là tiếp tục đợi em thôi.
này bức ảnh rất là đẹp đó. Khiêm tốn này có keo được không? Keo cũng rẻ đấy. Keo ngày tháng đây. Rồi. Bé thân trái nào. Phát với đỉnh lưu quá. Tao không biết không đang làm không. Ok. Đấy, thì chúng ta sẽ chỉnh nó bước nhỏ đi. Rồi. Option. Color run. Trong sáng không bên chúng ta thì tăng lên những lực một tí và bạn nó trông rất là dễ nhìn nha đúng không. Từ hôm tới rồi mình sẽ cho chọn dây rồi thao tác con dây đỡ rồi nhé.
Bước đầu tiên trong bức ảnh này chúng ta chỉ xóa bụng thôi. Mọi người nắm cái biểu thịt toát này. Ta chỉ xóa bụng. Sai ra to một tí, nhỏ lại. Rồi ok. Cá bụng này ra đi à, cho hết không còn cái đến bụng nữa. Rồi cái này giống như ấy nó có cái con dép thì lại không nhìn tổng thể mình sẽ thấy cái này nữa chỉ có những cái bếp này nó không điều gì thôi. Nhìn xe ra thì nó sẽ thấy chỗ này có một cái sẹo đó. Đánh không đều gì à? Khả năng chỗ không nhắc này, không to đâu, nó vẫn có hiện tượng noi. Hiện tượng noi của bạn á. Tay này cho nên nó có xeo này. Rồi bước đây là chúng ta chỉ dẫn nó thịt góc như cho nó mịn hơn. Hình tổng to nó đẹp không? Ta chỉ làm mình nha.
đây. Rồi, đây, đó. Đợi hát nét 7% thôi. Rồi, chỉ đánh nhì nhì một lớp này. Nhì đó. Có những cách nhì đó. Nhìn nó kì kì à. Xóa này luôn. Để mình coi thời tiết không? Thời tiết ngày mai thế nào? Ngày 8 báo mưa mà ngày ngày 8 ok. Mình chỉ dùng mì dai ai nha. Lớp này đưa lên đây à, đặt ở trong cái điểm này. Nhỏ người bấm enter. Chúng ta sẽ tự chơi nhé. Rồi mình chờ nó chạy xong rồi mình sẽ lên tập lớp đây ai ai của nó nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ đánh thôi. Đánh theo chu kỳ như thế này nha. Các bạn đợi hai giây nó sáng hơn đó, nó mịn hơn. Lúc mà mình chưa đánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đánh ở trên chi tiết mà chi tiết của tóc nha. Chắc chúng ta thấy cái mặt này kỹ hơn đúng không? Các bạn nhìn trước và sau này. Trước, sau. Trước và sau. Chúng ta đánh như thế thì chúng ta đỡ nó sẽ bị mất hết cái nét của nó. Đây chúng ta sẽ bấm opacity chúng ta đỡ xuống. Đa dạng nó quay cho tay cứng còn không gần 68% đây thì nó vẫn giữ lại cái nét mặt chúng ta vẫn sáng nhưng mà chúng ta vẫn giữ lại cái nét đây chúng ta chỉ đánh nó. Rồi, xong rồi. Chúng ta tiếp tục ra bấm vào đây ở thứ nhất, chúng ta bấm vào sáng nữa. Sáng mắt, sáng mắt. Mắt sáng. Rồi, đây chúng ta sẽ đánh đánh màn hình sáng đi. Nè, chúng ta để ý là mắt nó trong không đúng không? Lúc mà chúng ta sửa làm mắt thì mắt nó sẽ không trong hay sao? Trước này, sau, trước, sau. Mắt nó trong lần nó là mắt là cửa sổ của tâm hồn nó sẽ trong hơn rất nhiều. Ok. Các bạn rất là đẹp luôn. Đây là độ dán phông, mình bấm độ dán phông. Bây giờ nó sẽ tự động nó nắm kép tóc.
giờ mà chỉ ủi đâu chỗ này nó có nhiều vết nhanh á, thì mình sẽ dùng hai con cùng chúng ta ủi nhé. Ta đi thì nó sẽ thoát nhanh đi, nó làm mất đi mấy cái vùng nhanh ở chỗ này. Cái thanh gì tốt là rất là hay, có nhiều cái chúng ta làm ủ đôn như thế này. Ta sẽ lấy những vết nhanh vô đây, nó đơn giản hơn, nhìn thẳng vào là ok. Cố gắng có một vết nhanh nữa. Đây, xong đây vết nhanh mình đi. Ủa đó, này, tặng luôn. Cho tặng vết nhanh luôn. Nó thông minh luôn. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ nhớ thêm chữ cho nó cũng được.
đẹp lắm. Giờ mình chỉ xem chữ đó. Đây có nhiều rất là đi bộ. Em đi bộ này. Ok. Rất là đẹp. Thế em thì mở một file thứ hai. Đây là file thứ hai. File này thì chụp màu nó hơi khác khác. Chúng ta chỉnh quy tắc chỉnh ảnh cho chị sẽ đi thôi. Đưa màu này về. Đây thì xem chat mình đẩy lên. Rồi. Highlight thì mình giảm xuống, shadow mình tăng lên. Còn vai mình đứng như nhau. Ở phần polygon mình sẽ phần này mình tăng lên. Ở phần space bạn trong nó khác chứ nữa. Hồi nãy có một gàng giờ nó trong xanh. Chúng ta tập trung, chúng ta làm nấu cái chuột thở đó nhé. Không bực lên cái bắt đầu nó nổi hơn cái nhân vật chính của chúng ta. Nghĩ là nó đang nấu hơn hơn một vật. Hoặc chúng ta sẽ làm được và nó không được gì. Rồi, cái gì được rồi. Chúng đơn. Mở open, ta mở lại bản này. Rồi, màu sẵn thì mình đưa lên một tí nữa. Nè, màu mình bước lên. Ở đây mình bước xíu xanh. Để xíu xanh mình đưa lên. Gì nữa. Rồi, cho em open, mở lên và chúng ta sẽ chứa ở trên cái này.
Ok, tục 29 này. Làm dài 2. Tục nó lại bia xỉ nhá. Đưa lên lên. Tục đâu còn làm mình. Đấy thì luôn cái ở dưới phần ngực ngực này. Kéo luôn. Rồi. Enter. Nó sẽ tự động nó retract lại một tí nữa nè. Nó xử lý nhé. Em ra đánh thôi, đánh đều đều vùng này luôn. Nó sẽ xử lý ở vùng cổ chút. Những mảnh da này nó không có nó đều nhau á. Em ra đánh từ từ khúc này nha. Mày chọn khúc này nha. Sáng da gì tốt da. Ok. Nãy mình quên xử lý cái này rồi. Chỗ này là đau luôn. Ta sẽ tẩy phần rau này. Mồm rất nhiều luôn. Đều hơi cũng như vậy này.
đổi rồi, để mày xóa cái chỗ này đi. Để trên gì lại tại sang tại lỗi một lỗi gì hai trước cần cho nhiệm là giờ này sống nhìn tổng thể ổn. Sáng mắt đây trước và sau ok hẳn thì chúng ta sẽ tiếp tục
Ok, nó đẹp không? Bây giờ mình sẽ làm một cái ảnh kia. Nhiều đi. Cho anh CP. Copy. Bao quanh mình mấy cái này cho nó nhỏ lắm tí nha. Chúng ta đi bên này cái cho còn chúng tôi sẽ chọn góc này thì sử dụng một cái này mình sẽ sử dụng một cái chỗ này nữa. Nữa thì là một cái camera roll phải bấm vào vừa action header camera chúng ta mọi người camera roll mình nhau khi mình đo cái nó lên đó
Filter này. Đây. Chúng ta sẽ bằng filter này. Bấm vào bằng camera này. Cũng đơn giản này. Rồi. Sẽ được tôi chụp này cái này. Ok, này chúng ta sẽ thêm cho nó một cái chữ này. How to learn L-E-R. How to learn English for sure. And like button, button. He talks. Oh, chữ gì chắc bây giờ? He talks. He talks. Learn E. Tờ hao ư. Sẽ hết. Ok. Đây chúng ta sẽ vào phần này, ta kích chuột phải vào, chọn bên Boolean Option. Ok, bấm ok, chạy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ lâu thôi. Ok, và cái video này của mình sẽ đến gần. Cảm ơn bạn đã xem và theo dõi luôn. Hẹn gặp lại bạn ở những cái video lần sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.